Trở lại chương trình của The LV News và chúng ta trở lại bản tin đầu tiên. Thường thường chúng ta đi vào cho nó direct target nha quý vị. Có vẻ như truyền thông đã bắt đầu rất là đau khổ, thất vọng cái tràn trề, thất vọng rất nặng nề khi cuộc chiến pháp lý chống lại ông Trump đang thất bại một cách thảm hại. Ok quý vị, welcome một lần nữa. Từ từ. Rồi tôi bình tĩnh lại cho nó professional một chút nha. Rồi, làm lại. Trở lại chương trình của bản tin đầu tiên. Một tờ báo cánh tả, dịch tả, thổ tả được mang tên Washington Post. Chủ của nó không đâu khác là Jeff Bezos. Jeff Bezos là một kẻ đạo đức giả chưa từng có. Miệng thì đi đấu tranh cho bảo vệ môi trường. Trong khi đó ông sở hữu một cái giác to đùng đến mức độ mà ông xài một ngày bằng chúng ta ô nhiễm một năm. Biên tập viên Opinion của tờ báo dịch tả Washington Post Alexi đã bày tỏ sự thất vọng lý do tại sao phiên tòa xét xử pháp luật của đảng Dân Chủ vẫn chưa hoàn toàn xử lý được ông Trump, xử đẹp ông Trump. Tụi bay có cần làm ông Trump giống như sự kiện của Kennedy không? Xử úp luôn đi. Ghê chứ quý vị thấy không? Nó nói rằng là những cuộc truy tố của Trump xử lý chưa kịp. Trong một cuộc thăm dò mới cho thấy ông Trump đang đè bẹp ông Joe Biden tại những tiểu bang xung đột quan trọng. Làm thế nào mà phiên tòa xét xử Trump lại không làm tổn thương ông ấy? Trật câu hỏi. Tụi bay đặt câu hỏi như kiểu này thì bay có đi chết đi, tụi bay không hiểu được người dân của Mỹ rồi. Ông Trump là một nạn nhân chính trị. Ai cũng biết về điều này, 40 vụ án, tại sao không truy tố trước cuộc bầu cử? Trước cuộc ông Trump đi tranh cử mà đi truy tố sau khi ông Trump tuyên bố tranh cử? Alex không biết đặt ra cái tựa đề của cô ấy như thế nào. Làm sao mà cựu tổng thống dựng dẫn trước Biden trong cuộc thăm dò tôi chỉ cho. Ra đứng trước ngoài chợ, đi hỏi mấy bà nội trợ, có cuộc sống của bà có bê đời hơn với thời của ông Trump không? Đi ra đứng trước mấy cái trạm xăng đó, hỏi mấy anh chàng chạy xe đường dài, hai anh chàng chạy xe truck đó, có mấy anh chàng nói cuộc sống có bê đời hơn với thời của Trump không? Bé đời hơn với thời của Trump, thời của Biden bé đời hơn. Còn không thì chỉ cho. Đi đứng trước mấy cái văn phòng của State Farm, Progressive, mấy cái văn phòng bảo hiểm xe đó, hỏi tụi nó coi tụi mày có trả tiền bảo hiểm xe rẻ hơn với thời của Trump không. Còn không đứng tiếp mấy cái apartment cho thuê đó, office văn phòng cho thuê đó, hỏi thử coi đời sống của Biden có bé đời hơn của Trump không. Còn phải hỏi nữa. Tụi mày thường biết cái lý do về điều này, nhưng mà tụi nó vẫn cố gắng lấp liếm lẫn con đen. Con mụ này viết rằng là Donald Trump đã bị mắc kẹt trong phòng xử án. Tụi bay cố gắng làm cho ông kẹt. Mà đừng lo, trong cái kẹt nó có cái khôn. Thứ tư buồn buồn đi tranh cử, cuối tuần cũng đi tranh cử. Sáng cái đầu tiên ông vô trước phiên tòa, ông chửi ông Biden trước. Ông highlight những cái thất bại của Biden. Vừa đi ra ông tuyên bố rằng là gì? Là phiên tòa chính trị. Donald Trump đã bị kẹt trong phòng xử án gần như trong suốt tháng qua, khi những người hâm mộ của MAGA cô máy không được tham gia cuộc rally và sự kiện tranh cử thường xuyên hơn. Tuy nhiên, cuộc thăm dò mới cho thấy cái phiên tòa không gây tổn hại đến nỗ lực tái tranh cử 2024 của Trump, cũng như không giúp ích cho Biden có thiện cảm hơn với cử tri. Người ta thiện cảm tại trạm xăng, người ta thiện cảm trong cái túi tiền, người ta thiện cảm vào cuối tháng người ta dư được bao nhiêu tiền trong bank account. Đó là thiện cảm, những cái mặt Biden mà thiện cảm. Nhưng một Biden là một người già 80 tuổi, tôi rất là thông cảm về điều này, nhưng mà thật sự chính sách của ông ta quá trời. Tại đến cái mức độ mà chúng ta không có ngoài trừ nợ. Con mụ này cũng xác nhận các phiên tòa xét xử luật pháp đã được tiến hành chống lại cựu của Tổng thống Trump với hai mục đích. Cả hai đều không liên quan đến công lý. Cuối cùng tôi cũng nó thừa biết được rằng, cuối cùng tôi nó cũng thừa nhận rằng là cái vụ kiện của Trump là cái vụ kiện không có liên quan đến công lý và cũng chẳng đi tìm công lý gì cả. Đầu tiên là can thiệp vào cuộc bầu cử bằng cách khiến ông Trump không thể tiếp xúc được với cử tri trong chiến dịch tranh cử. Thứ hai là gần như là đẩy ông Trump để
của ông Trump để tăng cường sự yêu mến của Biden tham nhũng trong những số cử tri không hài lòng khi cái lạm phát ngày càng tồi tệ. Có nghĩa là bôi nhọ ông Trump với hy vọng rằng cử tri sẽ nhìn ông Trump giống như một con monster, mà trong cái đó nhìn ông Biden giống như một người rất là ngây thơ, phá sản, phá hại. Những cử tri không hài lòng vì lạm phát ngày càng tồi tệ, cuộc chiến ủy nhiệm quốc tế nổ ra và biên giới phía Nam vẫn tiếp tục tràn ngập những người nhập cư bất hợp pháp, bao gồm hàng chục người trong danh sách theo dõi khủng bố của FBI. Alexandra Petre của tờ báo Washington Post than thở rằng cả hai mục tiêu đều không diễn ra một cách nhanh có thể. Những bình luận của cô ấy đã phản ánh sự cấp bách của phe cánh tả đến việc kết án và tuyên án ông Trump càng sớm càng tốt. Tôi nói cho tôi biết luôn, nếu mà thật sự ông Trump mà bị tuyên án có tù nữa nha, ông Trump sẽ dẫn đến ông Biden nhiều hơn nữa. Tin tôi đi, cứ mỗi lần ông Trump mà dính cuộc án pháp lý mà vào số là ông Trump sẽ bị đầu thôi, và ông Trump sẽ kháng cáo. Bất chấp sự tàn phá kinh ngạc của phe cánh tả đối với nền pháp quyền của Hoa Kỳ, Biden không nổi tiếng hơn là những kẻ cáo buộc rẻ tiền như là cô gái Stormy Daniels, sự im lặng về quan hệ tình dục. Bị cáo buộc ngoại tình không phải là một tội ác, cũng không bị cho là trả tiền để thảo luận công khai về vấn đề đó. Hiện tại ý định của phe cánh tả đã không đạt được mục tiêu của họ. Với một cuộc thăm dò của tờ báo New York Times Siena College cho thấy, ông Trump dẫn trước Biden về tổng thể đối đầu trực tiếp với cử tri ghi danh 48-42 và 49-43 có khả năng bỏ phiếu. Ngày hôm qua, cái chương trình của Fox News cho rằng ông Trump vẫn tiếp tục dẫn Biden 49-48. Ông Trump đã có bước tiến đáng kể với cử tri gốc Tây Ban Nha và cử tri trong độ tuổi ngày 18-29 tuổi. Tổng thống Trump cố gắng vẫn giữ cái đầu mình nổi trên nước. Cái đặc vụ của đảng Dân Chủ như là thẩm phán Mason trong cái vụ án của Manhattan, kể cả luôn cái nỗ lực của họ nhằm rút ra những hậu quả dự kiến cái phiên tòa xét xử cái luật pháp. Mason đã ban hành cái lệnh cấm bịt miệng và tuyên bố những cái hoàn toàn những lời tuyên bố của Trump về con gái của ông là thành viên cao cấp của đảng Dân Chủ và vợ của ông là thành viên cao cấp của đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục là những người đóng ngoặc mở ngoặc liên quan đến cái công lý hay là không công lý. Cái lệnh bịt miệng này nó cũng chẳng khác gì cái lệnh bịt miệng từ một số cái đất nước cộng sản. Như vậy, những cái lý do đó mà tại sao tụi nó mới đề nghị một cuộc tranh luận, và nó đưa một nhân vật dẫn được cái chương trình tranh luận không đâu khác, đó là cái thằng mấy năm trời liên tục nó đi rao giảng những cái vấn đề Trump Nga 2015-16, mà tôi gọi rằng là kẻ lừa bịp trong vụ Trump Nga không đâu khác là Fake Tapper, một kẻ lừa đảo. Ông Joe Biden đã nhận khi biết rằng ông Trump sẽ tranh luận và tranh luận dưới con mắt giám sát người dẫn chương trình Ranma, fake news nhất của chương trình CNN, đó là Chuck Tapper và Dana Paz. Không còn nghi ngờ gì nữa, Dana Paz là một con quái vật trong chương trình nghị sự của đảng Dân Chủ. Nhưng những người thay đổi cuộc chơi thật sự có chiến lược sống sót trong cuộc tranh luận đầu tiên của Biden, đó là Chuck Tapper, kẻ lừa đảo thông đồng khét tiếng với Nga, người đã cống hiến gần 20 năm trên truyền hình để bảo vệ đảng Dân Chủ và giết chết cái gọi rằng là truyền thông chân chính. Không có gì bí mật khi hệ thống tranh luận tổng thống ngầm ủng hộ cho đảng Dân Chủ, phần lớn là do các cơ quan truyền thông của công ty chịu trách nhiệm thúc đẩy trò chuyện trên cái truyền hình, làm mọi thứ có thể tạo cái lợi thế cho ứng cử viên ưa thích của họ. 2016, từ một nhà phân tích mạng, Tapper cho biết những câu hỏi tranh luận được đưa trước cho ứng cử viên Clinton. Trong khi đó, Chris Wallace, người đang làm việc cho chương trình Fox News vào thời điểm đó, đã không thực hiện nhiệm vụ điều hành của mình trong cuộc tranh luận đầu tiên của 2020, khi tiếp tục ngắt lời ông Trump và từ chối hỏi bất kỳ liên quan đến câu hỏi với bà Clinton, với ông Biden. For sure, cuộc tranh luận đó, cái đám này sẽ tập trung vào 4 điều kiện của ông Trump, chứ không bao giờ tập trung vấn đề di dân, vấn đề lạm phát và nhiều cái vấn đề khác nhau. Và đây là một cuộc tranh luận không phải là một đối một Trump và Biden,
mà là cuộc tranh luận giữa Trump và cái nhóm ba còn lại, đó là Biden, đó là Chuck Tapper và đó là Dana Bash. Dù trước đây đã làm việc cho Joe Biden, công khai chỉ trích ông Trump, nhưng Steve Curley của C-SPAN vẫn được dự kiến tổ chức tranh luận cho đến khi ông ta thổi bùng nó bằng cách sử dụng cái nguồn dữ liệu Twitter công khai của mình để tuyên truyền chống Trump về cách phản ứng của Trump. Trong khi đó, một nhân vật khác là Christine Walker, người trong nhiều năm đưa tin và bôi nhọ chống Trump tại chương trình của ABC, đã dùng quyền lực của mình với tư cách là nhiều điều hành tranh luận 2020 để léo lái câu chuyện trên sân khấu, tránh xa những bằng chứng tham nhũng của Biden. À, cái đoạn bằng chứng quan trọng nhất là gì? Là cái máy tính xách tay của Hunter Biden. Là cái đoạn mà Hunter Biden gần như đã được bảo vệ bởi 51 thành viên cao cấp trong ủy ban tình báo, với cái mục đích là bảo vệ cái bằng chứng và cho rằng máy tính xách tay của Hunter Biden là hoàn toàn giả. Ông Tapper có một thành tích lâu dài là một kẻ, một con chó quan. Chó quan cũng không đúng, hacker là gì ta? Đúng rồi, chó dây đuôi, chó trung thành cho đảng phái Đảng Dân Chủ. Điều đó khiến anh ta trở thành một ứng cử viên hoàn hảo để gia nhập đội ngũ của điều hành, để giúp Biden sống sót trong cuộc tranh luận đầu tiên trong chu kỳ của 2024. Kinh khủng về điều này. Cựu phát ngôn viên của Hunter, một nhà hoạt động kiểm soát súng có vợ làm việc cho Planned Parenthood, đã nhiều năm giúp tranh cử cho Bill Clinton và Hillary Clinton, đi rao giảng lời dối trá Trump thông đồng với Nga là kẻ đánh cắp cuộc bầu cử cho 2016. Tên của ông được nêu rõ trong báo cáo truyền thông doanh nghiệp đầu tiên khẳng định Trump phải đối mặt với cáo buộc nỗ lực của Nga nhằm thỏa hiệp với ông sau những tin tức tình báo Mỹ phát hiện. Sau nhiều năm, ông Tapper đã cáo buộc Trump hành động như là người phát ngôn của Điện Kremlin. Chính xác luôn. Tới ngày hôm nay, bà Clinton phải chịu trách nhiệm về vụ này. Bà đã mướn Christopher Steele một hồ sơ giả để tiếp tục nghe lén ông Trump và thổi phồng câu chuyện của Trump-Nga. Và tôi nói cứ cho rằng ông Trump là kẻ phát ngôn của Điện Kremlin. Tapper không chỉ đối xử với nhiệm kỳ của Tổng thống Trump bằng thái độ khinh thường và bất công. Ông nhiều lần thắc mắc liệu nhiệm kỳ của Trump tại Bà Đốc có phải là bất hợp pháp hay không? À, by the way, khi mà quý vị đặt câu hỏi về kết quả bầu cử là quý vị sẽ bị xử đẹp. Giống như một số cái nhân vật quan trọng trong vụ án của tiểu bang Georgia. Còn đảng Dân Chủ mà đã đặt kết hỏi bầu cử thì không sao cả. Ông Tapper cũng làm việc với cơ quan truyền thông của công ty để quảng bá những trò bịp, chẳng hạn như giả vờ cáo buộc hấp diêm của Christopher Billy Ford chống lại thẩm phán Brett Kavanaugh là vô căn cứ. À, cái vụ này là cái vụ mà mình còn nhớ lại. À, khi mà thẩm phán Brett Kavanaugh mà đi ứng cử viên cho chức vụ thẩm phán tối cao đó, đó là cái vụ mà tôi đang nói là điều đó đó. Khi chu kỳ bầu cử của 2020 bắt đầu thì Tapper đã cố gắng ghi nhớ những năm can thiệp và đặt câu hỏi về cuộc bầu cử của mình cách đổ lỗi cho đảng viên đảng Cộng Hòa. Những người đã dám nhận rằng cái kế hoạch bỏ phiếu Walter đang gây khó khăn những tiểu bang xung đột không nên được xem xét kỹ lưỡng. Những cái lời nói dối vô căn cứ sinh ra từ bất bình của ông Trump rằng ông ấy đã thua và đã từ chối chấp nhận thực tế. Sự thật điên rồ phản dân chủ, nó được xâm phạm về hội trường Điện Capitol v.v. Đó là Jack Tapper đã nhấn mạnh trong thời gian ông ta vẫn tiếp tục làm cho chương trình của CNN. Là một kẻ nói giáo, một kẻ nói dối kinh khủng luôn. Ông Tapper liên tục liên kết với những kẻ bạo chúa của tập 19 kiểm duyệt Big Tech và những hoạt động kinh doanh tham nhũng của gia đình Biden. Tapper đã nhấn mạnh rằng không có bằng chứng nào cho thấy Hunter Biden đã làm điều sai trái. Trốn thuế là điều đúng, theo Jack Tapper. Đi mua cây súng với giả danh hồ sơ là điều đúng, theo Jack Tapper. Sau đó Tapper mở rộng tuyên bố vô tội của mình để bảo vệ cho Biden. Ông nói không có bằng chứng nào cho thấy ai đã bất kỳ chứng cứ hợp pháp liên quan đến gia đình của Biden và Ukraine. Và Joe Biden đã thực hiện chính sách của Hoa Kỳ. Cuộc tranh luận tháng 6 có thể được tổ chức độc lập ủy ban tranh luận của Tổng thống. Nhưng sự tham gia của Tapper với tư cách là người điều hành thật là cuộc tranh luận mang tính chất rất đảng phái. Cuộc tranh luận này là cuộc tranh luận như tôi nói với vị, là một cuộc tranh luận mang cái tính chất 1-3.
Và tôi nghĩ ông Trump sẽ thắng. Bởi vì đừng lo về điều này. Khi ông Trump chấp nhận cuộc tranh luận này, tôi nghĩ ông sẽ thắng. Ông sẽ thắng một cách rất vĩ đại. Có thể rằng là tụi nó sẽ cho ông là một ứng cử viên ở tù. Mà by the way, nếu mà thật sự ứng cử viên bị truy tố hình sự mà thắng một tổng thống đương nhiệm trong những cái cuộc và thăm dò ý kiến, là chúng ta cũng đang đặt câu hỏi là tại sao tổng thống đương nhiệm nó tệ đến cái mức độ mà đang te tô vào những cái polling cho 2024. Trở lại một bản tin tiếp theo. Bản tin tiếp theo, như tôi nói, khi đảng Dân Chủ đặt câu hỏi về kết quả bầu cử, họ được cho là người hùng. Khi quý vị đặt kết quả bầu cử, quý vị là những kẻ phạm tội. Hai cái tờ báo cánh tả được mang tên dịch tả đầu tiên đó là Washington Post và tờ báo tiếp theo là The Politico, đã phát hành những câu chuyện trong trường này dường như cố tình để đánh đồng đảng Cộng Hòa đặt câu hỏi về kết quả đáng nghi vấn về mối le dọa bạo lực liên quan đến bầu cử là một chiến trực sử dụng để biện minh cho việc mở rộng hoạt động can thiệp bầu cử của Bộ Tư pháp được vũ khí hóa. Philip Bum trong tờ báo Washington Post đã viết, cái mối đe dọa bạo lực đang diễn ra từ chủ nghĩa từ chối bầu cử. Trong một bài báo được xuất hiện hôm thứ Ba đã bắt đầu bằng 4 cái giai thoại kịch tính về cái mối đe dọa đối với nhân viên bầu cử. Ông đổ lỗi rất rõ ràng cho những mối đe dọa này từ Trump và các đồng minh của ông ấy đã tích cực thúc đẩy ý tưởng lần đã xảy ra hoặc nó có thể xảy ra. Từ từ, nếu mà nói về điều này đó, tại tiểu bang Texas đã phát hiện thêm 1.400 cái lá phiếu bất hợp pháp vào 2022. Tôi sẽ trình bày cái bản tin này sau cái bản tin này. Những người gặp rắc rối sẽ coi những cái lo ngại của Trump về tính liêm chính bầu cử là quan trọng một cách nguy hiểm. Cái thằng phóng viên của tờ báo Washington Post cảnh báo, đồng thời cho rằng họ sẽ không có lý do gì để hành động vì kết quả bầu cử ngoại trừ việc Trump và những người hỗ trợ đã nỗ lực hết mình để trình bày những kết quả mơ hồ như vậy. Tương tự, về một phần các mối đe dọa liên quan đến bầu cử, ông Chuck của tờ báo Politico đã đưa ra một bài bình luận về cách cuộc tái đấu Trump và Biden có thể khuấy động cảm xúc, đặc biệt là những người Mỹ tin tưởng sai lầm của cuộc bầu cử 2020. Cả hai đều được lấy cảm hứng từ bài bình luận của Garland thảo luận về lực lượng đặc nhiệm bảo vệ các mối đe dọa bầu cử của DOJ, được cho là tồn tại để giải quyết sự gia tăng các mối đe dọa với nhân viên bầu cử, quan chức và tình nguyện viên sau cuộc bầu cử 2020. Thông điệp rất rõ ràng, chúng ta không thể để mọi người đặt câu hỏi về những lỗ hổng của cơ quan quản lý bầu cử của chúng ta, bởi vì người khác có thể lấy cớ làm điều xấu. Ê, như chúng ta thông qua cử tri ID đi. Tại sao mua rượu thì có cử tri, có ID, lái xe cũng phải có ID, vẫn khách sạn cũng phải có ID, mà tại sao mà đi bầu không cần ID? Chúng ta thông qua cử tri ID đi. Vì không ai đặt câu hỏi cả, tại sao không thông qua? À không, tại vì cử tri ID nó sẽ tác động lên những người đi bầu, mà cử tri ID sẽ làm khó khăn cho người bầu cử. Ai mà khó khăn? Nếu mà anh muốn đi bầu thì anh có cử tri ID chứ ai cấm với anh đâu mà khó khăn. Nhân tiền, đó không chính lý do nực cười mà Bộ Tư pháp Biden đang sử dụng chống lại ông Trump trong bài phát biểu của ông ngày 6 tháng 1. Tổng thống lúc bây giờ có một bài phát biểu trong những cáo buộc bầu cử của 2020 đề cập đến những người ủng hộ, những người tuần hành đến quốc hội để bày tỏ một tiếng nói của mình một cách hòa bình và yêu nước. Bởi một số người ủng hộ đã tiến vào điện Capitol khi quốc hội bỏ phiếu để chứng nhận cuộc bầu cử, DOJ đã buộc tội Trump cản trở thủ tục tố tụng chính thức. Cái mục đích của điều khoản tự do ngôn luận trong chính án thứ nhất là cấm việc hình sự hóa ngôn luận đó. Tuy nhiên, những người kích động cánh tả muốn mô tả bài phát biểu của họ không ưa thích là bạo lực, từ việc sử dụng các đại từ chính xác đến sự lo ngại về quản lý bầu cử. Cái thằng cha phóng viên Bum này là bum, khẳng định rằng những người đặt câu hỏi về kết quả của 2020 đã không xác định được cơ chế mà theo đó cáo buộc lần có thể xảy ra theo nghĩa thực tế. Bạc Linh Tinh đặt câu hỏi về kết quả của 2004, sao không ai nói vậy? Kể cả luôn Jimmy Carter còn tuyên bố rằng là ông tin tưởng cuộc bầu cử của 2016 là ông Biden, ông Trump là tổng thống bất hợp pháp mà.
Sao ông ấy nói vậy? Trước hết nhìn vào góc độ tôi chính án trước nhất. Các cáo buộc lần có đúng hay không là không thành vấn đề. Cái lời nói không cần phải được chứng minh bằng thực tế để bảo đảm. Nhưng thứ hai, có rất nhiều trường hợp quản lý mờ ám của 2020. Những vấn đề từ phía bầu. Chẳng hạn như quận phiếu trên của tiểu bang Georgia. Mới tuần trước, ủy ban bầu cử của tiểu bang đã thừa nhận quận phiếu trên đã quét 3.000 cái lá phiếu hai lần trong quá trình làm lại cuộc bầu cử 2020. Ủy quyền giám sát cuộc bầu cử trong tương lai của quận bởi một giám sát viên độc lập. Thành viên hội đồng thành phố là Jenny Johnson cũng cho biết trong cuộc điều tra có 380.761 hình ảnh cái lá phiếu từ máy đếm ngày bầu cử năm 2020 không có sẵn. Những phát hiện này được ra 4 năm sau khi thành viên của đảng Cộng hòa của ủy ban bầu cử quận Fulton không bỏ phiếu chứng nhận kết quả do lo ngại các quận tiến hành cuộc bầu cử. Sự bất thường khác nhau nữa của 2020 là việc mở rộng các vùng đựng điếu tại những nơi như là Wisconsin. Tòa án tối cao của Wisconsin đưa ra một phán quyết vào năm 2022 rằng các quan chức không được bầu chọn, không có thẩm quyền chiếm đoạt các cơ quan lập pháp của bang và đơn phương thay đổi luật bầu cử như là ủy ban bầu cử Wisconsin là vào 2020. Ủy ban bầu cử Wisconsin đã ban hành hướng dẫn mở rộng cái vùng đựng thiếu trái với luật tiểu bang và quy định phiếu bầu vắng mặt sẽ được cử tri gửi qua đường bưu điện hoặc giao trực tiếp cho thư ký của thành phố. Người can thiệp bầu cử cánh tả Alice gần đây đưa ra thách thức với các phán quyết của đảng Dân Chủ xúc lật ngược cái cân bằng của cái ghế vào năm ngoái. Sau đó là Pennsylvania, tòa án đã phán quyết trong năm nay rằng các quan chức bầu cử bầu chọn đã sai khi chấp nhận hàng nghìn cái lá phiếu không ghi ngày hoặc là không có ngày. Hoặc lấy trường hợp của Arizona, nơi số người bỏ phiếu thông qua các phiếu liên bang, cái lá phiếu được cung cấp cho những cử tri không cung cấp bằng chứng về quyền công dân lớn hơn tỷ lệ chiến thắng của Biden. Arizona đã yêu cầu giấy tờ quyền công dân để ghi danh bỏ phiếu trong cuộc bầu cử cấp bang. Một nghị quyết đồng ý năm 2018 đã buộc tiểu bang phải ghi danh cử tri là cử tri chỉ liên bang nếu họ không chứng minh được quyền công dân của mình khi thông qua ghi danh của tiểu bang. Arizona cuộc bầu cử nhiệm kỳ của 2018 có 1.700 người ở một bang đang vật lộn với tình trạng và đã bỏ phiếu thông qua các lá phiếu dành cho liên bang. Con số này tăng lên 11.600 người vào 2020. Biden đã chiến thắng tại bang này là 10.457. Có nghĩa rằng là 11.600 người không ở tiểu bang Arizona mà bỏ cái lá phiếu tại Arizona. Trong khi đó tiểu bang Texas đã chính thức tuyên bố rằng thẩm phán cho một thẩm phán đã tổ chức lại cuộc bầu cử tư pháp Texas 2022 sau khi phát hiện hơn 1.000 cái lá phiếu bất hợp pháp được bỏ và vượt qua tỷ lệ chiến thắng. Thẩm phán David đã quyết định vào thứ tư tuần này cho rằng cuộc đua 2022 giữa Tammy Perry của đảng Cộng hòa DeSean John và đảng Dân Chủ cho chức vụ tòa án quận 180 của quận Harris phải được tổ chức lại sau khi nhận thấy không thể xác định được kết quả thật sự của cuộc bầu cử. Perry là một thành viên của đảng Cộng hòa tranh cử sau khi thua ông John đương nhiệm với 449 phiếu. Tuy nhiên ông John đã đệ cái đơn bác bỏ và điều này được thẩm phán cho rằng là phù phiếm. Như là cuối cùng thẩm phán đã phát hiện ra 1.430 phiếu bầu không hợp lệ được bỏ và tuyên bố rằng việc xác định ứng cử viên nào nhận được cái lá phiếu bầu đó không thực tế và khả thi. Tòa án cũng phát hiện rằng tỷ lệ chênh lệch ròng là 321 phiếu bầu, 1.146 cho đến 820. Tôi được bỏ cho ông John so với Perry trong cuộc bỏ phiếu kéo dài 1 giờ ngày bầu cử mà tòa án đã phát hiện ra một sai lầm chính thức của cơ quan bầu cử quận Harris. Quận Harris là quận của đảng Dân Chủ nha quý vị. Ông Perry lập luận rằng
một phần 953 phiếu được thực hiện bởi cư dân ngoài ở quận có mẫu tuyên bố cư trú trên mặt di trú của họ, cư trú của họ. Như vậy cuộc bầu cử này sẽ được bầu lại. Và những gì mà thật sự chúng ta hoàn toàn thấy cái quận dân chủ này rất là mờ ám. Và tất cả những sự mờ ám này cho chúng ta được quyền đặt câu hỏi về sự minh bạch của cuộc bầu cử. Và chúng ta là một công dân của Hoa Kỳ thì chúng ta cần phải có sự liêm chính và minh bạch trong cuộc bầu cử. Và đó là bản tin của The LV News. Hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.